Chào các bác, cô chú, anh chị. Các bác, cô chú, anh chị có thấy nắng nóng khủng khiếp không? Quá khủng khiếp, mày quá đấy. Đang có một cơn gió nhưng mà trong người là đang nước đang chảy như sông như suối, túa, mồ hôi nó túa. Các bác tưởng tượng những cái lá cây nhá, ví dụ như cái lá cây này mà là vật xuống lúc xanh thôi nhá, mà nó còn nó cảm giác như khô nhanh quá, nó chưa kịp, còn chưa kịp cả bay màu thôi, vẫn còn màu xanh của mới nhưng mà đã giòn tan rồi này. Khủng khiếp, sờ vào những cái chậu này, vừa nãy tôi mang cái chậu này từ ngoài kia vào đây phải lót cái găng tay này mà không có chịu, bỏng tay luôn, bỏng tay đấy. Thì chứng tỏ là cây cối nó sống, nó không chết là nó là đã là một kỳ tích quá. Sờ cái da rẻ của những cây nó nóng gian này, tài tình thật, mà nó là sinh vật sống, thế mà là đã giữ cho nó sống là đã là một kỳ tích. Ở dưới đất nhà vườn tôi không nói, ở trên mái này bê tông nó quá kinh khủng, như thiêu như đốt các bạn, thiêu như đốt là đúng, cũng chỉ cần hơn cả thiêu đốt. Năm nay thời tiết rất khắc nghiệt đấy, thì hôm nay tôi lôi cái cây này vào tôi làm để đấy, nắng này các bác nhìn này, đấy giòn tan rồi, chết không kịp ngáp kiểu cháy. Thì cũng vì lý do đó mà lâu nay tôi cũng ít mua phôi, hoặc là nếu có mua thì tôi mua những cây đã ở trong chậu rồi, phôi hay không thì hạn chế cái phôi chọc thôi, nhưng mà cố gắng mua cây nó ở trong chậu về đỡ phải hạn chế trồng lại luôn, nó khắc nghiệt lắm. Chứ các bác nhà vườn có thể để vào bóng cây mát hoặc là để chỗ mát nó rất dễ, nhưng mà anh em chơi trên mái nó khổ lắm, cây nó ra đi như chơi ấy. Tiền là mất là một chuyện, nhưng nó còn cái cây mình tâm đắc nó chết mất, nó rất là tiếc. Thì si thì nó nói chung là nó đỡ hơn, cảm giác da nó dày hơn, nó mập mạp hơn, nó không xương như là sành dễ bị cháy hơn. Si tất nhiên cũng có bị cháy nhưng mà ít lắm, thường là mình phơi thiêu đốt nó dã man quá nó mới cháy. Rồi hôm nay tôi làm như tỉa cây si tai chuột này mà đợt trước có cắt sơ sơ, nhưng đợt trước cắt cũng chưa chịu để đấy. Thì hôm nay tôi làm lại các bạn, để cũng là phục vụ các bác, vì nắng nôi như nào đấy thì vẫn phải phục vụ các bác xem kênh, và nói chung là phục vụ đam mê của chính mình thôi các bạn. Chứ cây mới thì không thể ngày nào cũng mua cây mới được, tiền đâu ra. Thì ta làm những cái cây mà ta đang có nó đẹp lên các bác nhé. Đấy, xì tai chuột các bác ạ, xì tai chuột mà lá như tai voi luôn. Nó tốt quá mà.
cho nó vấn đề đúng không ạ? Cho nó hở cái cốt ra. Thực ra đều rất là đẹp nhưng mà nó thay đổi chút thì sao?
cắt triệt để đi, xếp lại mấy cái rễ dễ nuôi lại các bác. Tất nhiên là cái mùa này thì nếu mà xác định cắt như này thì phải để vào chỗ thật râm mát các bác nhé, phải run dưỡng thì những cái rễ này nó mới phun ra được, nó bám không có cái viên đá này nó phơi nóng bỏng thì nó làm sao nó ra rễ nó ôm được đấy. Thì việc quay phim thì quay phim các bác nhé, chứ còn các bác làm thì những các bác chuyên nghiệp thì em không nói, nhưng mà đấy anh em mới chơi ấy, mà cứ thấy cắt sướng tay là mệt đấy. Có biện pháp đấy các bạn. Thế thì vừa bỏ cái này cho nó cây nó sâu ở cái chỗ này, vách thật nó cái cốt của nó có. Và những cái rễ như này ngày trước cây này người ta làm, người ta thích vén rễ, quan điểm người ta là vén rễ vào những cái đường rích rắc của cái viên đá này. Tất nhiên như vậy là tốt thôi, nhưng mà vô hình được cái những cái chỗ ở bên dưới này thì lại những cây vách này thì lại làm nó xiên xẹo, nó không được đẹp, không được theo cái thẩm mỹ của mình đấy. Thì tôi bóc cái ra và tôi dựng thẳng nó lên để cho nó ăn vào những cái vách, ăn vào những cái theo chiều của những cái chi cành của nó thì nó hợp lý hơn. Chứ còn những viên đá này thì ta bàn sau, sau này thậm chí có thể ta không dùng viên đá này cũng ok, ta lấy nguyên cái mảng này thôi, lấy nguyên cái mảng này thôi. Thì được một cây si rất là thụ, rất thụ nhỏ đấy. Tôi cắt lại hết những cái tay này sau, nuôi lại hết này, nuôi lại hết nhá. Tay này thì thôi hòm hòm rồi, tay này thì thôi hòm hòm, sau có thể thu ngắn đến đây thì phải nuôi lại những cái này. Cơ bản nó hòm hòm rồi, tay này phải nuôi đánh ở đây, nuôi đánh ở đây. Tay này sau cắt giật lại, cắt thu ngắn, thu ngắn, thậm chí thu ngắn vào đằng trong này, nuôi lại cái này. Còn nếu mà nuôi lấy bóng thì để luôn lại được, nhưng mình không khoái khẩu này. Đó. Và nói chung là một cây mini hay, tất nhiên cây nào cũng hay đúng không, nhưng mà cái dữ liệu nó mình thấy nó có tương lai và mình luyện nó đẹp. Còn cây đẹp hay phôi đẹp hay phôi xấu thì cần có bàn tay con người hết các bác. Đấy. Đấy, báo cáo bác là làm xong cây này bây giờ đi xuống đi tắm này, không có mồ hôi khủng khiếp ạ. Chúc các bác bảo vệ thi công khỏi cây cối, khỏi những ngày nắng nóng này các bác nhé. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác.